Toyota Fortuner là mẫu xe mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán với quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Và xin được kính chào quý khán giả đã quay trở lại với video cập nhật và báo giá những mẫu xe đang có mặt tại showroom của Trung Thực Auto. Bắt đầu video ngày hôm nay với một cách rất đặc biệt thì Trung Thực Auto có bàn giao một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu sản xuất năm 2017, sở hữu ánh thất màu trắng tới một bác khách hàng ở Phú Thọ. Thì em chúc anh lấy xe tại Trung Thực Auto thì đi tốt, dùng bền, vạn dặm bình an và có thật nhiều kỷ niệm thật đẹp với người bạn mới ạ. Và hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp và đôi khi xen kẽ thêm những cơn mưa nhỏ thì hứa hẹn chiếc xe này sẽ mang lại rất nhiều lộc này, rất nhiều thành công và sức khỏe đến bác chủ mới ạ. Và Toyota Fortuner cũng là mẫu xe mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán với quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Trung Thực Auto vua gầm cao, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng uy tín, có địa chỉ kinh doanh tại số 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngay tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và Trung Thực Auto thì có giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, nên anh chị có thể linh động sắp xếp thời gian qua showroom xem xe, trải nghiệm xe và chọn ra cho mình một chiếc xe yêu thích ạ. Và ngay cạnh đây thì em có một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động hai cầu và số tự động. Chiếc xe thì sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu đen, sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu năm 2015. Một chiếc xe mang biển tỉnh, chạy được 11,8 vạn rồi và ô tô là nguyên bản theo xe anh chị nhá. Một chiếc xe thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng, đã được bác chủ cũ nâng cấp lên phần cam 360 cùng màn hình đi liền cam 360 ạ. Và chiếc xe này thì Trung Thực Auto đang mong muốn với mức giá là 575 triệu. Mức giá trên thì hoàn toàn có thể thương lượng khi các bác đến showroom xem xe, trải nghiệm xe, và mức giá thì hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường ạ. Và ngay dưới này thì Trung Thực Auto đang sẵn một mẫu xe thuộc form dáng mới nhất của Toyota Fortuner, một mẫu Toyota Fortuner Legender sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu năm 2021 ạ. Xe sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số tự động. Chiếc xe thì mang biển tỉnh Hà Nam, mới chạy được 3,3 vạn và ô tô vẫn là nguyên bản theo xe. Một chiếc xe thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng, đã được bác chủ cũ nâng cấp lên phần phim cách nhiệt trị giá 8 triệu đồng. Và mức giá mà Trung Thực Auto đang mong muốn cho chiếc xe này là 1 tỷ 090 triệu. Mức giá có hoàn toàn có thể tương lượng và điều chỉnh tùy thuộc vào thị trường ạ. Một mẫu Toyota Fortuner Legender rất đẹp với phần thiết kế đèn chia làm 4 quang và giải định vị ban ngày hình chữ L. Thiết kế mặt ca lăng hầm hố cũng như các trang bị như phần cam 360 cũng như phần cảm biến quanh xe giúp anh chị lái xe và độ xe an toàn hơn. Một mẫu xe gầm cao 7 chỗ rất đáng mua trong tầm giá hơn nhỉnh 1 tỷ đồng ạ. Và ngay cạnh đây thì em cũng có một mẫu xe rất là đẹp đến từ thương hiệu Toyota, một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động một cầu là số tự động. Chiếc xe thì phục nguyên bản Sport Evo thể thao ạ. Một chiếc xe thì sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2014. Xe mang biển tỉnh, chạy được 10,2 vạn rồi và ô tô cũng là nguyên bản theo xe. Chiếc xe thì đã được bác chủ cũ nâng cấp lên phần cam hành trình rồi ạ. Và mức giá mà Trung Thực Auto đang mong muốn cho chiếc xe này là 570 triệu. Mức giá hoàn toàn có thể thương lượng và thay đổi phụ thuộc vào thị trường với một chiếc Toyota Fortuner sở hữu ánh thất màu trắng, nội thất màu kem ạ. Và một chiếc xe tiếp theo là chiếc Toyota Fortuner sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2018, sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động một cầu và số tự động. Chiếc xe thì mang sẵn biển thành phố, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đã chạy được 8,6 vạn rồi và ô tô là nguyên bản theo xe. Một chiếc xe thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng hãng, sở hữu ngoại thất màu đen, nội thất màu nâu ạ. Và quan sát phần đầu xe thì chúng ta có thể nhận thấy chiếc xe này là đã được bác chủ cũ là nâng cấp lên phần cam 360 xung quanh xe. Đó. Một chiếc xe thì trong tầm giá hơn 800 triệu, cụ thể là 858 triệu và mức giá thì hoàn toàn có thể thương lượng ạ. Và mẫu xe tiếp theo là một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số tự động. Một mẫu xe thì sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu năm 2020, mang biển tỉnh. Chiếc xe thì chạy được 6,5 vạn rồi và với mức giá thì hơn 900 triệu, nhỉnh 900 triệu thôi là anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Một chiếc xe thì sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen ạ. Chiếc xe bên góc trong đây là một chiếc Toyota Fortuner sử dụng động cơ 2.8, sử dụng động cơ dầu 2.8, dẫn động hai cầu và số tự động. Một mẫu xe thì sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2018. Xe mang biển tỉnh, xe mang tên cá nhân, một chủ từ đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đã chạy được 2,7 vạn rồi ạ. Bác chủ cũ đã nâng cấp cho chiếc xe này là phần loa sắp này, thảm trải sàn cũng như là bọc trần. Và với mức giá là chỉ nhỉnh 900 triệu, cụ thể là 985 triệu. Và mức giá trên thì hoàn toàn có thể thương lượng và điều chỉnh tùy thuộc vào thị trường. Hai mẫu xe cuối cùng của nhà Toyota mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu là hai mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu. Là hai mẫu xe thì đến từ thương hiệu Toyota Fortuner
Một mẫu xe bên tay phải ở đây là một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ xăng 2.7, dẫn động một cầu và số tự động. Mẫu xe thì sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2016 nhưng đã thuộc form dáng mới của Toyota Fortuner rồi ạ. Một mẫu xe thì mang biển tỉnh đã chạy được 8,7 vạn rồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chiếc xe này thì đã được độ rất nhiều đồ chơi như phần là bi LED này, giảm sóc, đèn cách âm cũng như là hệ thống cam 360 xung quanh xe. Chiếc xe này thì Trung Thực Auto đang mong muốn với mức giá là chỉ nhỉnh 700 triệu ạ. Và mức giá cụ thể như nào thì anh chị hãy gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto là 0975 79 và từ quý 2 để đội ngũ nhân viên của Trung Thực Auto có thể tư vấn, giải đáp và giúp anh chị chọn ra một chiếc xe phù hợp ạ. Chiếc xe cuối cùng trong video ngày hôm nay là một mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu 2.8, dẫn động hai cầu và số tự động. Một mẫu xe sản xuất năm 2018, đăng ký lần đầu năm 2019. Xe mang sẵn biển Hà Nội nên là bác khách hàng nào mua về Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí biển ạ. Và chiếc xe này thì đã chạy được 5 vạn rồi và đã được bác chủ cũ dán một lớp phim cách nhiệt rất là xịn, trị giá 22 triệu đồng. Và mức giá mà Trung Thực Auto đang mong muốn cho chiếc xe này là 980 triệu. Mức giá trên thì hoàn toàn có thể thương lượng và phụ thuộc, tùy chỉnh phụ thuộc vào thị trường. Và tại Trung Thực Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao đang qua sử dụng. Và anh chị đang tìm cho mình một chiếc xe gầm cao sản xuất năm nào, phiên bản nào thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto là 0975 79 và từ quý 2 để đội ngũ nhân viên của Trung Thực Auto có thể tư vấn, giải đáp và giúp anh chị chọn ra một chiếc xe phù hợp. Và xin cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cái này lên UX nhá.